Thưa quý vị, khi nói về dòng nhạc Bolero thì chắc ai cũng biết được rằng cái dòng nhạc này nó đã trở nên rất là gần gũi, quen thuộc và đi vào đời sống của chúng ta. Không chỉ bởi cái ca từ nó bình dị mà bên cạnh đó Bolero nó kể những câu chuyện rất đời, rất thật và đâu đó chúng ta phản phất thấy cuộc đời của mình thông qua những bài hát, những cái lời của các ca khúc. Và chính vì điều đó mà Bolero sau rất là nhiều năm vẫn trở thành dòng nhạc gắn bó với nhiều thế hệ và gắn bó với đời sống âm nhạc của Việt Nam. Anh có biết cái ca khúc Nối Lại Tình Xưa không? Biết, trời ơi, cái bài này em thích lắm luôn đó. Dạ, ừ. anh có biết um, cái nguồn gốc của nó không? Ờ, chắc chắn là anh cũng biết nhưng mà anh muốn nghe thử xem là cái câu chuyện anh biết dạ. với câu chuyện em biết giống nhau không? Rồi, bây giờ em sẽ kể cho anh cũng như quý vị khán giả để biết sơ sơ về cái cái câu chuyện đó nha. À, bài hát Nối Lại Tình Xưa là một bài hát dựa trên một câu chuyện có thật được nhạc sĩ Ngân Giang và Vinh Sử viết cách đây khoảng hơn 55 năm. À, thì lúc đó đó nhạc sĩ Vinh Sử vô tình gặp lại người yêu cũ, rồi do là mình còn cái tình cảm mà, cho nên lúc đó hai người mới quyết định là nối lại tình xưa và được sự ủng hộ của nhạc sĩ Ngân Giang. đó thì thời điểm đó ca khúc này nó mới ra đời. đúng như là Hữu Tính đã nói thôi quý vị, họ gặp nhau vào mùa thu, sau đó họ yêu nhau vào mùa đông. và quý vị biết không? Người ta bảo là nếu còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay lại với nhau bởi vì trong cuộc đời cái tình yêu đó là cái nhân duyên đó em. Chính vì như vậy mà họ lại nối lại à, cái chuyện tình duyên của mình vốn đã gian dở trước đó. Và lần này với một tuyệt phẩm rất là hay với tuổi đời có thể nói là hơn cả tuổi của anh em mình cộng lại nữa. Yeah. Đúng không ạ? À? Đúng rồi. Và, yeah. và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nối lại tình xưa và cặp đôi song ca. Xin được giới thiệu ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Cẩm, Cẩm Ly. Ly.